mấy giờ hết làm việc rồi giờ chị có thời gian mà chị có mai hai ngày lui về nhà cuối sân để chúng ta bắt tay để cho anh thể thi đấu trận đấu cuối cùng của giải đấu hôm nay. Đội thi đấu được 11 điểm vô địch, đội Cần Thơ được 9 điểm về nhì và trận cuối cùng này hai đội sẽ tranh giải ba. Lưới để cho thắng lớn 1-0. Thắng
lớn đập bóng trên tay trắng, điểm cho thắng lớn 6-5. Cú bốn rất nhiệt huyết nhưng không thành công. Điểm cho FC 6 đều.